Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 15, phân tích một số ra thừa số nguyên tố, bài luyện tập, trang 50-51, sách giáo khoa môn toán lớp 6, tập 1. Và các em nhớ đây là tập 1 nha. Rồi, bây giờ như thông lệ, các em đã sẵn sàng tâm lý để tiếp nhận bài học chưa? Nếu mà em đã sẵn sàng thì nhớ là chúng ta có cuốn tập hay gọi là cuốn vở ghi nhớ và giấy nháp để chúng ta làm bài nha. Rồi, nếu mà các em đã sẵn sàng rồi, chúng ta sẽ cùng nhau vào bài thôi. Rồi, cái bài của chúng ta nè, bài luyện tập này, hôm nay thì thầy sẽ làm trực tiếp vào cái cuốn vở luôn, giống như các em làm nha. Đó, bài luyện tập nha. Luyện tập nè, chúng ta có bài đầu tiên là bài 129, trang bao nhiêu? Trang 50 nha. Trang 50. Rồi, người ta cho mình câu A này. Cho cái số A bằng 5 nhân 13. Cho số này, A bằng 5 nhân với 13. Và người ta yêu cầu mình hãy viết tất cả các ước của A. Đó, viết tất cả ước của A. Và cái này thì chép lại đề thôi. Tất cả ước của gì? Của cái số A đây này. Đó, vậy thì để làm được cái này thì các em cần phải nhớ được cách mà chúng ta tìm ước, đúng không? Muốn tìm ước thì chúng ta phải phân tích cái số này ra, ra thừa số nguyên tố, đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta thấy nè, 5 x 13, các em dùng giấy nháp này, 5 x 13 thì đây sẽ bằng bao nhiêu? 60, 65. Vậy thì mục đích của ta bây giờ, mục đích của ta bây giờ là tìm ước của gì? Ước của 65, đúng không? Đấy, vậy thì muốn tìm ước của 65 thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cách chúng ta có thể phân tích nó ra thừa số nguyên tố, đúng không? Đấy, có thể sử dụng là cái cách mà phân tích ra thừa số nguyên tố hoặc ta nhẩm cũng được. Vậy thì 65 nó sẽ chia hết cho những cái số như thế nào? Nè, 65 là các em có thể phân tích ra thừa số nguyên tố này. 65 chắc chắn là gì? Nó không chia cho 2, cũng không chia được cho 3, đúng không? Đấy, không chia được cho 2 và cũng không chia cho 3. Vậy thì số đầu tiên mà nó chia được sẽ là gì? Chia cho 5, đúng không? 65 mà chia cho 5 thì chúng ta sẽ được là 13. Là bao nhiêu? 6 chia cho 5 thì được 1 này. Còn dư 1 này, 15. 15 chia cho 5. Đó, vậy thì đây sẽ còn bao nhiêu? 15. Phải không nhỉ? Không đúng rồi. Sẽ chia hết cho những số nào? Rồi, và để làm được cái này á, thì chúng ta sẽ thấy nè, A bằng 5 x 13. Vậy thì thực chất 5 x với 13 này là 60 mấy? 65. Vậy thì để tìm được ước của A này, tức là chúng ta sẽ tìm ước của thằng nào? Ước của 65, đúng không? Ước của 65, muốn tìm ước của 65, ta có thể sử dụng cái phương pháp đó là phân tích cái số 65 này ra, ra thừa số nguyên tố, đúng không? Vậy thì 65 này, 65 sẽ không chia cho 2, không chia cho 3. Vậy thì số nguyên tố kế tiếp đó là số gì? Số 5. 65 chia cho 5 thì còn là 10, 13, phải không? 13,
Rồi, vậy thì 13. 13 ở đây thì nó sẽ là 13 luôn, đúng không? Vậy thì đây sẽ còn là 1. Vậy thì ở đây rõ ràng chúng ta thấy nè, thực chất đây là 5 nhân 13 rồi, đúng không? Vậy thì ước của A, ước của A tức là gì? Ước của 60, 15, đúng không? Ước của A đây chính là bằng ước của 65. Thì nó sẽ bằng nè, sẽ bằng cái tập hợp là mấy đây? 1 nè, 5 nè, đúng không? Bao nhiêu nữa? 10, 13 và chính nó tức là 60, 65. Được chưa? Đấy. Vậy thì ở đây chúng ta tất cả ước của A sẽ là bao nhiêu? Vậy vậy thì ước của A sẽ bằng 1 nè, đúng không? 5 nè, 10, 13 và 60, 65. Được chưa? Rồi, xong câu A nhé. Câu B này, cho số B. Câu B thì người ta lại cho mình là B bằng 2 mũ 5. Viết tất cả ước của B. Đó, vậy thì cũng giống như câu A, thì chúng ta cũng viết tất cả ước của B. Được chưa? Vậy thì cũng giống như câu A, để làm được cái bài này chúng ta thấy nè, 2 mũ 5, 2 mũ 5 này thì chúng ta thấy nè, 2 mũ 5 này, 2 mũ 5 này thì nó có thể chia hết cho nè, chia hết cho các cái số của nó, chúng ta có thể liệt kê hết được ra này, sẽ là chia hết cho 2 mũ 0 này, đúng không? Đầu tiên nó sẽ chia hết cho mấy? Cho 2 trước đi nhá. 2 mũ 5 này nó sẽ chia hết đầu tiên là cho 2 này, rồi 2 mũ 0 này, 2 mũ 1 này, đúng không? Rồi 2 mũ gì? 2 mũ 2, 2 mũ 3, 2 mũ 4 và 2 mũ 5 là chính nó, đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta thấy này, 2 mũ 0 thì sẽ bằng 1 này. Đây là 2, 2 thì bằng 2 đúng không? 2 mũ 0 ở đây thì sẽ bằng 1. 2 mũ 1 thì đây sẽ bằng gì? Bằng 2, tức là bằng chính nó rồi. 2 mũ 2 thì đây sẽ bằng 4. 2 mũ 3 thì bằng 8. 2 mũ 4 thì bằng bao nhiêu? 10, 16 và 2 mũ 5 sẽ bằng 23. Vậy thì ở đây ước của B sẽ là mấy đây? Những số nào đây? Tức là 1, 2, 4, 8, 16 và 32. Được chưa? Đấy. Thì đây cũng, hoặc là các em có thể lấy là 2 mũ 5 thì bằng 32. 32 các em phân tích ra thử số nguyên tố thì cũng sẽ được ra các cái số. Được chưa? Đấy, vậy thì có rất là nhiều cách nha. Vậy thì ở đây B bằng 2 mũ 5, vậy thì ước của B, vậy ước của B sẽ bằng một cái tập hợp, nó là gì? 1 này, 2, 4, 8, 10, 6 và 30, 32. Được chưa nào? Ngon lành cành đào nhá. Rồi chúng ta sang câu C này. C thì bằng 3 mũ 2 nhân 7. Viết tất cả các ước của C. Đó, câu C này. Cho C thì bằng 3 mũ 2 nhân với 7. Và cũng yêu cầu ông ta viết tất cả ước của C. Ước của cái C này. Vậy thì cũng giống như câu A và câu B thôi. Thì chúng ta cũng có thể thấy nè, 3 mũ 2 nhân với 7 này. 3 mũ 2 nhân với 7 thì cái thằng này nó sẽ chia hết. Đầu tiên là gì? Sẽ là 3 mũ 0 này, đúng không? Rồi 3 mũ 1 này, 3 mũ 2. Rồi vậy thì tiếp theo sẽ là mấy? 3 mũ 0 nhân 7 này,
không? 3 mũ 1 nhân 7 nữa đúng không? Rồi, và 3 mũ 2 nhân với 7 đúng không nào? Rồi, vậy thì 3 mũ 0 ở đây thì bằng mấy? 3 mũ 0 bằng mấy nhỉ? 3 mũ 0 thì rõ ràng chúng ta biết rồi, nó sẽ bằng bất kỳ số mũ nào 0 thì đều bằng 1 đúng không? 3 mũ 1 thì đây bằng 3 này. Rồi 3 mũ 2 thì bằng 9. Được chưa? 3 mũ 0 nhân với 7 tức là 1 nhân với 7 sẽ bằng 7. 3 mũ 1 nhân 7 tức là 3 nhân 7 sẽ là 2, 21. 3 mũ 2 tức là 9 nhân 7 sẽ là số bao nhiêu? 60, 63. À, vậy thì chúng ta đã tìm được tập hợp tất cả các ước của C. Vậy thì ước của số C nhá, thì sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ bằng tập hợp của 1 bao nhiêu? 3 và đến thì thứ tự đi, 7 đến 9 đến bao nhiêu? 20, 21 và 60, 63. Được chưa nào? Đó, vậy thì xong cái bài. Hết chưa? Hết câu C, có câu D không? Hãy xong bài 129 nhá. Rồi chúng ta đến với bài 130 này. Rồi, bài 130. Bài 130, trang 50. Được chưa? Đó, tôi gạch như này cho thầy cô nhìn thấy. 130 họ yêu cầu mình gì? Phân tích các số sau ra thử số nguyên tố rồi tìm. Đây đi. Các số sau ra thử số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của mỗi số. Đó. Vậy thì nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta sẽ là phân tích nó ra thử số nguyên tố, sau đó chúng ta sẽ tìm tập hợp của nó, đúng không? Rồi, ta có số đầu tiên là số 51 này. Thì các em cứ phân tích bình thường thôi. Số 51 này. 51 các em phân tích ra thử số nguyên tố. Ta có cái thước kẻ nhá. Rồi. Vậy thì chúng ta thấy này, 51 này không thể chia được cho số nguyên tố đầu tiên là số 2. Do vậy chúng ta sẽ chia theo số nhỏ nhất có thể chia, đó là số 3. Vậy thì 51 chia cho 3 thì sẽ còn là 17. 17 thì là một số nguyên tố rồi, thì 17 không chia cho 3 cũng không chia cho 5. Vậy thì chỉ có chia cho chính nó thôi. Vậy thì 17 sẽ chia cho 17, được chưa? Rồi. Vậy ở đây chúng ta đã phân tích ra thừa số nguyên tố rồi đúng không? Rồi tìm tập hợp các ước của mỗi số. Đó. Vậy thì ở đây chúng ta có này. Ta có này. 51 bằng bao nhiêu? 3 nhân với 10, 17. Được chưa? Đó. Do đó ước của 51 sẽ bằng bao nhiêu? Tập hợp của nó sẽ đầu tiên lúc nào cũng phải có số 1 nha, các em nhớ nha. 1 3 10 17 và chính nó tức là số gì? 50 51. Đó, chú ý nha. Rồi, số tiếp theo. 75. Tiếp theo là số 75 này. Các em có hiểu không? Đó, nếu mà chưa hiểu thì chúng ta có thể tua lại hay xả lại cái video nhá. 75 thì chúng ta thấy nè, 75 chia cho số nguyên tố đầu tiên tức là số 2 chúng ta không chia được. Vậy thì sẽ chia cho 3. 75 chia cho 3 thì sẽ còn là 2. 25. 25 thì chúng ta không chia cho 3 nữa thì có thể chia được cho 5 thôi. 25 chia cho 5 thì còn 5 này. 5 tiếp tục chia cho 5 thì được 1. Được chưa? Vậy thì ở đây chúng ta có này.
ta có số 75. Chúng ta phân tích ra thì số nguyên tố sẽ bằng mấy? 3 nhân với 5 nhân 5 tức là 5 mũ 2, đúng không? Vậy thì đây là sẽ là 3 nhân với 5 mũ 2, được chưa? Đó, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có ước, tập hợp ước của nó nè. Do đó nè, ước của số 75 sẽ là tập hợp các cái số này. Đầu tiên là số 1 nè, số 3 nè, số tiếp theo là phải là gì? Số 5 nè, được chưa? Rồi, số kế tiếp là chúng ta sẽ lấy 3 nhân với 5, đúng không? Là số 10, 15, đúng không? Rồi, tiếp theo là 5 mũ 2. 5 mũ 2 này sẽ bằng bao nhiêu? 20, 25. Và số cuối cùng của nó sẽ là gì? Là chính nó, tức là số 70, 75. Đó, được chưa? Hãy chú ý khi phân tích ở đây thì đầu tiên là số 1, số 3, số 5 nè, được chưa? Thì 3 nhân với 5 nè, được chưa? Xong lại là 5 nhân với 5 nè, được chưa? Rồi 5 nhân 5 nhân với 3, tức là nó sẽ ra số này, được chưa? Đấy, vậy thì từ từ đến đâu thì chúng ta sẽ mở ra cái cách rõ hơn về cái cách mà chúng ta làm nhá. Rồi câu tiếp theo là 42, là có số 42. 42 này, đó thì chúng ta cũng sẽ phân tích nó ra thôi. Cái này quá dễ rồi, chả có gì khó khăn cả, đúng không? 42 thì chúng ta sẽ phân tích ra, sẽ đầu tiên là chia được cho 2. 42 chia 2 còn 21, 21 tiếp tục chia cho 3 thì được 7, 7 chia 7 bằng 1. Rồi vậy thì chúng ta cũng lập luận ta có 42 bằng 2 nhân 3 nhân 7, đúng không? Do đó ước của số 42 sẽ bằng này, là tập hợp các số này, 1 này, 2 này, 3 này, được chưa? 2 nhân với 3 thì bằng 6. Thực chất 2 nhân 3 đây này, thực chất cái số 6 này này, số 6 này thì sẽ bằng là 2 nhân 3 nhá. Đó. Bởi vì số 6 này không phải là số nguyên tố, hiểu chưa? Đấy, vậy thì 2 nhân 3 đây là 6 này. Đấy. Được chưa? 2 nhân 3 là 6, rồi tiếp tục là 2 nhân 7 sẽ là số bao nhiêu? 10, 14 này. Được chưa? Và giờ số tiếp theo là 3 nhân với 7, đúng không? 3 nhân 7 sẽ là số bao nhiêu? 20, 21. Được chưa? Đấy. Và còn số nào nữa không? Và còn số 2 nhân 3 nhân 7 sẽ là số bao nhiêu? 42. Được chưa? Đấy, cuối cùng là số 40, 12. Đó. Vậy thì đây chính là số 42. Rồi tiếp theo ta sang số 30. Ta có số tiếp theo là số 30 này. Đó, thì các em cũng thực hiện phân tích nó ra từ số nguyên tố thôi. 30 nha. 30 thì sẽ chia được cho 2. Thì còn là 15, 15 chia cho 3 thì sẽ còn là 5, 5 chia cho 5 được 1. Vậy thì ta có nè. 30 sẽ bằng 2 nhân 3 nhân 5. Đúng không? Do đó ước của 30 sẽ bằng tập hợp 1 nè, 2 nè, 3 nè, 5 nè. Tiếp theo nè, 2 x 3 bằng mấy các em? 2 x 3 đây tức là sẽ là số 6 nè. 3 x với 5 sẽ là số 10, 15. Đúng không? Rồi. À, 2 x 5 đã đi em. 2 x 5 bằng 10, được chưa? Rồi, 3 x 5 sẽ bằng 10, 15. Đó, được chưa? Và cuối cùng sẽ là số bao nhiêu? 2 x 3 x 5 sẽ là số, chính nó là số 3, 30. Rồi, đấy, như vậy chúng ta đã thực hiện xong cái bài 130 nhé. Bây giờ chúng ta đến bài 131 này. Bài 131.
31, trang 50, được chưa? Rồi, câu A này. Tích của hai số tự nhiên bằng 42, tìm mỗi số. Đó, vậy thì ở đây chúng ta, thầy sẽ không ghi lại cái đề bài nha. Vậy thì tích của hai số tự nhiên bằng 42, tức là gì? Giờ chúng ta phải tìm hai cái số tự nhiên, gọi số tự nhiên thứ nhất là A nhân với số tự nhiên thứ hai là B, tức là chúng ta sẽ tìm A nhân B phải bằng gì? Bằng 42, đúng không? Vậy thì muốn tìm được cái này thì cách của chúng ta sẽ phân tích cái anh 42 này ra là gì? Ra số nguyên tố, và chúng ta sẽ tìm các ước của 42, hiểu chưa? Đấy, vậy thì 42 chúng ta phân tích ra nó sẽ bằng 2 này, sẽ là 21 này. 21 chia 3 này sẽ được 7 này. Đây sẽ là 7 này, được chưa? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ tìm được ngay, ta sẽ tìm được ngay các ước này. Ước của 42, ước của 42 chúng ta sẽ tìm được, đó là các cái dãy số là 1 này, 2 này, 3 này, rồi 2 x 3 là 6 này, rồi số này là gì? Số 7 này, được chưa? 2 x với 7 bằng 10, 14 này, được chưa? 3 x 7 sẽ là số 2, 21 này, đúng không? Và số chính nó chính là số 40, 42. Đó, vậy thì ở đây chúng ta đã tìm được ước của tất cả những cái số này rồi, được chưa? Vậy thì từ cái ước này thì chúng ta sẽ tiến hành tìm các cái cặp làm sao để nhân A nhân với B. Đó, A nhân với B để được là gì? 42, đúng không? Đó, vậy thì ở đây chúng ta này, ta có này, thầy không chép lại đề bài nha. Ta có ước của 42 sẽ bằng 1 này, 2 này, 3 này, 6 này, 7 này, 10, 14, 21 và 40, 42. Đó, được chưa? Đó, giờ chúng ta gọi hai cái số, sao họ hỏi tích của hai số tự nhiên, gọi tích của hai số tự nhiên, hai số tự nhiên sẽ là gì? Là A nhân với B, được chưa? Hay bây giờ chúng ta sẽ dựa trên cái ước này để chúng ta thay các cặp số này. Vậy ta sẽ có các cặp tích thỏa mãn là sẽ là bao nhiêu? A ở đây là 1 này, tức là A sẽ bằng 1 này, thì B sẽ là gì? 42, đúng không? Vì sao 1 nhân với 42 thì mới bằng 42 được, được chưa? Đó, được chưa? A đây bằng 2 nè, thì thằng B này sẽ bằng 2, 21, được chưa? Rồi, A bằng 3 thì thằng B này sẽ bằng mấy? 10, 14, được chưa? Đấy, và A bằng 6 thì thằng B này sẽ bằng 7, được chưa? Vậy thì đây chính là 4 cái cặp mà chúng ta tìm được thỏa mãn, chưa? Câu A xong nhé. Rồi, câu B này, tích của hai số tự nhiên A và B bằng 30, tìm A và B, biết là A nhỏ hơn B. Đó, chúng ta chú ý ở cái câu B. Câu B thì nó khác câu A một cái là gì? Nó có cái điều kiện, tức là A nhân với B bằng 30. A nhân với B thì sẽ bằng 30, và điều kiện là A phải nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn B, chứ A không được lớn hơn B, được chưa? Đấy, vậy thì cũng tương tự như vậy, thì chúng ta sẽ có cái ước, chúng ta sẽ tìm ước thôi, đúng không? Ta sẽ có ước của 30. Ước của 30 các em phân tích nó ra thử số nguyên tố thôi, thì chúng ta sẽ tìm được đó là số 1 này. Mấy nữa? 2 này,
30 chia được cho 3 đúng không? Rồi. Chia được cho 5 này, cho 6 này. Được chưa? Cho gì? Cho 10 và cho gì? Cho chính nó. Đúng không? Và cho 30. Đó, vậy chúng ta đã tìm được cái ước của 30 là các cái chữ số này, được chưa? Vậy thì giờ chúng ta cũng tiếp tục gọi cái tích này. Gọi tích của cái số tự nhiên. Số tự nhiên. Tích của hai cái số tự nhiên nha. Ta chú ý điểm số 2 đây nha. Hai số tự nhiên. Của hai cái số tự nhiên là A nhân với B. Được chưa? Đấy. Vậy thì ta sẽ có các cái cặp tích thỏa mãn. Thỏa mãn sẽ là bao nhiêu? Đầu tiên sẽ là A là 1 nè. A là 1 thì B sẽ là bao nhiêu? 30. Đúng không? Đấy, 1 x 30 là 30. A bằng 2 thì B sẽ phải bằng, A bằng 2 thì B bằng bao nhiêu? Ô, 2 nhân với 20 có đâu, nhân với 15, đây phải còn một số nữa các em ạ, đây phải là thêm một số nữa là 15 nhé, đúng không? Thì A bằng 2 thì B sẽ là số bao nhiêu? 15, đúng không? Đấy thì nó mới bằng 30 được. Rồi nếu A bằng 3 thì B sẽ bằng 10, đúng không? Thì sẽ bằng 30 này. A bằng 4 thì không có, A bằng 5 thì B bằng 6 sẽ bằng 30. Bây giờ nếu A bằng 6 được không? A bằng 6 thì B bằng 5. Nếu mà A bằng 6 B bằng 5 thì không thỏa mãn cái điều kiện này. Bởi vì sao? Bởi vì A phải nhỏ hơn B, do đó chúng ta chỉ chọn được 4 cái cặp như thế này thỏa mãn thôi. Vì A bằng 6 thì A nó lại lớn hơn B mất rồi. Đúng chưa? A bằng 6 thì B bắt buộc phải bằng 5. Được chưa? Rồi, do vậy chúng ta cũng chỉ có 4 cái cặp này thỏa mãn. Được chưa nào? Rồi, xong cái bài 131 nhá. Giờ chúng ta đến bài 132 này. Bài 132. Trang 50. Đó. Bao nhiêu? Tâm có 28 viên bi. Tâm muốn xếp số bi đó vào các túi, sao cho số bi ở các túi đều bằng nhau. Hỏi tâm có thể xếp 28 viên bi đó vào mấy túi? Kể cả cái trường hợp là gì? Một túi. Kể cả là trường hợp xếp vào chung một túi hết. Vậy thì rõ ràng ở đây chúng ta đã có một cái điều kiện, thì chúng ta phải biết được ở đây nó sẽ có là gì? Số túi nhân với gì? Nhân với số bi. Nó phải bằng 28 viên bi, đúng không? Đó, đây là điều bắt buộc. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều cách để chúng ta sắp xếp. Chúng ta có thể phân tích cái số 28 này ra thành ước này. Đó, phân tích cái số 28 này ra, chúng ta tìm cái ước của nó này, 28 này, thì chúng ta sẽ có chia được cho 2, đúng không? Còn là 14, 14 chia 2 bằng 7, 7 chia 7 chia 7 thôi, được chưa? Vậy 28 này sẽ bằng 2 mũ 2 nhân với 7. Hay nói một cách khác này, ước của 28 này chúng ta sẽ tìm được, nó sẽ là các cái số 1, 2 này, 2 nhân 2 là 4 này, 7 nè, 7 x 2 sẽ là 10, 14 và 28. Vậy thì đây chính là các cái cách mà chúng ta xếp. Được chưa? Bây giờ thầy sẽ kể ra chúng ta một cái bảng như thế này để chúng ta dễ hình dung nhá. Cột hàng ngang thứ nhất chúng ta sẽ là số túi này. Số túi này. Hàng ngang thứ hai là số bi. Tức là số bi trong một cái túi đó. Được chưa? Đó, số bi trong một túi. Đó, và chúng ta sẽ kẻ cái này. Kích thước của thằng đâu rồi? Đây.
mình nhé. Chúng ta sẽ tính toán nó ra, nó thành làm đất nó chậm chạp, từ từ. Biết là các em có hiểu không? Rồi, và chúng ta sẽ có tình huống này. Nếu chúng ta cho vào một túi này, nếu cho vào một túi thì mỗi cho, nếu chúng ta chỉ chọn một túi thôi thì tất cả đây chúng ta sẽ có tổng cộng là 28 bi. Đúng không? Một túi thì sẽ có 28. Nếu chúng ta chia thành mấy túi này, hai túi này, nếu mà hai túi này thì 28 chia 2 thì mỗi một túi sẽ có 14 bi, đúng không? Nếu mà có 4 túi này, chúng ta chia thành 4 túi này, 4 thì sẽ phải là mỗi một túi sẽ có 7 bi, đúng không? Nếu chúng ta có chia thành 7 túi này thì mỗi một túi sẽ có bao nhiêu bi? 4 bi, đúng không? Đúng không nào? Rồi, bây giờ nếu chúng ta có túi là 14 túi này, 14 túi thì số bi trong mỗi túi sẽ là 2 viên. 28 túi thì số bi trong mỗi túi sẽ là 1 viên. Được chưa? Đấy, vậy thì đây chính là cách để chúng ta chia này. Được chưa nào? Rồi, bây giờ chúng ta sang cái bài trang 133. Trang 133 họ cho mình câu A. Bài 133 chứ, trang 51 nhá. Rồi, câu A này: phân tích số 111 ra thử số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của gì 111. Đó, vậy thì câu này thì quá đơn giản rồi, chả có gì khó khăn nhỉ. Đây, 111 này, ta phân tích nó ra. Vậy thì rõ ràng các em thấy 111 này nó có tận cùng là 1, nên là cái việc phân tích của nó ở đây thì nó sẽ không chia cho 2, vì nó số lẻ đúng không? Thì có thể nó sẽ chia được cho 3, vì tổng chữ số ở đây sẽ là 3. 111 chia cho 3 thì sẽ còn là 37, đúng không? Vậy thì 37 không thể chia số nào nữa, nó chỉ có thể chia được cho chính nó thôi, thì sẽ còn là 1. Vậy thì ta có này 111 sẽ bằng 3 nhân với 37. Do đó ước của 111 sẽ bằng tập hợp là 3. Đúng không? Ta sẽ đầu tiên phải là số 1 này, số 3 này, được chưa? Rồi, số tiếp theo sẽ là số 30, 37 và cuối cùng là số chính nó là 110, 11. Được chưa? Như vậy thì nó sẽ có 4 ước nha. Được chưa? Xong câu A nhé. Rồi đến câu B họ hỏi cái gì? Thay dấu sao bởi chữ số thích hợp. Đấy, thay cái dấu sao này bởi cái chữ số thích hợp này. Đó, chúng ta có câu B này. Ta có này, sao này, tức là ở đây chúng ta sẽ phải có hai chữ số nhân với một chữ số để có một cái tích là bao nhiêu? 111. Đấy, 111. Vậy thì rõ ràng nếu em nào nhìn tinh thì chúng ta sẽ vận dụng ở cái câu A, đúng không? Vận dụng câu A vì 111 này nó bằng 37 nhân 3. Vậy thì chúng ta sẽ có là gì? Tích cần tìm. Vậy thì chúng ta sẽ có cái tích cần tìm. Có các số cần tìm sẽ là bao nhiêu? Cần tìm sẽ là 2 sao đây thì tức là 37 nhân cho mấy? Nhân cho 3. Đó, thì nó sẽ bằng 111. Được chưa nào? Đấy, rất là đơn giản đúng không? Rồi, như vậy thì cũng tương đối là dài, 3 trang, 4 trang. Đó, chúng ta đã thực hiện xong cái luyện tập ở bài số 15. Và
Đến đây thì thầy và Kem tạm thời chia tay nhé. Và trước khi chia tay, Kem nhớ là hãy chia sẻ video và giới thiệu kênh của chúng mình đến thật là nhiều những bạn đang học lớp 6 nha. Rồi, tạm biệt các em.